Phút thứ 38 của trận đấu. Đội bạn có tới hai cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở vòng 1/8 nếu Yemen giành quyền đi tiếp. Xuân Trường, Quang Hải đều đang đứng trước quả đá phạt. Những hình ảnh gợi nhớ lại trận chung kết U23 châu Á. Dù đây là một quả đá phạt trách nhiều sang bên phía cánh phải và cũng ở khá xa khung thành đối phương. Trận đấu ngày hôm nay ở